Nhịn đói nhặt tiền. Một trăm, trăm linh một, trăm linh hai. Dạ bẩm ông, con đã lôi ông lão Tư lên rồi ạ. Đâu, lão Tư đâu? Dạ bẩm ông, con đây ạ. Này ông Tư, ông theo hầu cho nhà ta đã được mấy chục năm rồi, nhưng nay ông đã già yếu, lại suốt ngày đau ốm, chẳng làm được việc gì cả. Thế nên ta không thể để ông ở lại đây mãi được. Sao, sao ạ? Giờ ông hãy mau cầm đống quần áo cũ của ông rồi đi đâu thì đi đi. Nếu ông đã nói vậy, tôi cũng không dám ở lại nữa. Khoan, mang quần áo đi thôi, cái túi để lại, ta vẫn còn phải dùng để cất đồ ở trong nhà kho. Thôi đi đi. Tưởng còn lành lắm, hóa ra cũng rách nát mất rồi, lại còn đầy bụi bặm nữa chứ. Quái, bà lão ta đựng cái gì trong túi này thế nhỉ? Trời, ngài là... Ta là thổ địa. Chiếc túi ngươi đang cầm trong tay tuy rách nát thế thôi, nhưng lại là một chiếc túi thần. Mỗi lần nhà ngươi thò tay vào sẽ lấy ra được một đồng tiền vàng đây. Ôi, thật vậy sao ạ? Phải, ta cho nhà ngươi mượn chiếc túi này trong 3 ngày. Nếu ngươi cần tiền thì cứ lấy ra, còn nếu đủ rồi thì cứ để đó, 3 ngày nữa ta sẽ quay lại lấy. Trời ơi, chiếc túi thần của ta, chiếc túi quý thế này mà lão Tư không biết, ta giàu có rồi. May quá, không có ai nhìn thấy. Thế này cho chắc ăn, không ai nhìn thấy được. Đúng là tiền vàng thật rồi. Giàu to, giàu to rồi. Không ngờ chỉ có mỗi việc lấy tiền từ trong túi ra thôi mà cũng mệt đến thế. Dạ bẩm ông, mời ông ra ăn tối ạ. Không được, mình không được nghỉ tay, mình chỉ có 3 ngày thôi. Ta không ăn, đừng có làm phiền ta lúc này. Dạ vâng ạ. Sắp hết ngày thứ nhất rồi, nhanh quá, cố lên. Dạ thưa ông, mời ông ra ăn sáng ạ. Đã bảo đừng có làm phiền ta rồi mà, biến đi, ăn với uống gì. Quái, ông chủ làm sao mà suốt từ hôm qua tới giờ không ăn uống gì, cũng không ra khỏi phòng là sao? Cố lên, cố lên, cơ hội ngàn năm có một. Hay là bảo thằng Hầu mang cái gì đó vào đây cho mình ăn tạm nhỉ? Đói và mệt quá. Nhưng mà không được, nhìn thấy đống tiền vàng này, nó lại chẳng nổi lòng tham ăn cắp của mình ấy à. Thà chết cũng không cho ai vào đây được, phải cố lên. Thôi chết, đã sang ngày thứ 3 rồi, cố hết ngày hôm nay rồi, muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Ông ơi, ông có trong đó không ạ? Mời ông ra ăn một tí chứ, đã 3 ngày nay ông chưa ăn gì rồi. Ông ơi, ông có nghe thấy con nói gì không ạ? Thôi chết rồi, bố ông bị làm sao rồi, nguy quá. Sự thật sau những gì mắt thấy. Sao lại lấy của tôi? Ái chà, đẹp đấy. Này, cầm lấy. Bẩm quan lớn. Cái gì? Dầu nước đố đổ vách ra rồi còn đi cướp của dân, đúng là lòng tham không đấy.
Con trâu nhà lão kia béo quá, chẳng bù cho con trâu nhà mình ốm yếu gầy còm. Con trâu, làm thế nào nhỉ? Ông là ai? Ta là thổ địa. Thổ địa cái con khỉ. Ông vừa làm con trâu của ta chạy mất rồi kia kìa. Tưởng gì, con trâu thì có gì mà phải tiếc. Ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ đáng giá hơn thế. Ông có gì cho ta? Trong mỗi cánh cửa này sẽ có một món quà. Ngươi có thể chọn cho mình một cánh cửa. Nhưng lưu ý, mỗi cánh cửa bỏ qua sẽ không được chọn lại đâu. Vậy sao? Ngôi nhà lụp xụp này thì báu gì? Để xem cánh cửa thứ hai có gì nào. Trời ơi, một cung điện. Nó sẽ là của mình ư? Không thể tin được. Mà từ từ đã chứ, vẫn còn ba cánh cửa khác đang chờ mình cơ mà. Việc gì phải vội? Nhưng mà bỏ qua cánh cửa này sẽ không thể chọn lại được nữa. Thôi, ba cánh cửa kia chắc còn nhiều thứ hay ho hơn. Ôi, vàng. Có cả đống vàng này thì ta xây bao nhiêu cung điện mà chẳng được. Càng ngày món quà càng to. Còn hẳn hai cánh cửa nữa, phải đến xem nhanh thôi. Trời, còn hơn cả lúc nãy nữa. Mình thật sáng suốt khi không chọn hai cánh cửa kia. Sao mình lại gặp may thế chứ? Cung điện này, đống vàng này sẽ là của mình. Mình sẽ chọn cánh cửa này. Nhưng mà cánh cửa tiếp theo sẽ có gì nhỉ? Chắc sẽ hơn đứt những cánh cửa này cho mà xem. Nếu vội vàng mà bỏ lỡ thì phí quá. Thôi, chọn cánh cửa còn lại vậy. À, gì thế này? Cứu! Tham thì thâm mà, quả không sai. Cứu! Hú hồn! Liệu mình có bị quả báo như thế không? Lạy trời, xin hãy tha cho con biết tội rồi. Đứng núi này trong núi nọ. Được có mấy củ khoai còi mà mệt bở hơi tai. Cắn câu rồi, to quá. Ôi, ngồi có một chỗ mà được cả xô cá thế kia. Vừa đỡ mệt, vừa ngon. Tội gì mà không đi câu chứ. Một mình câu ở góc này thì tất cả cá sẽ cắn câu của mình. Cắn câu rồi. Sao mãi chưa con nào cắn câu nhỉ? Chuyển sang chỗ khác xem sao. Chỗ này chắc tốt hơn rồi. Sao mãi chẳng con nào cắn câu thế này? Sao mà lâu thế? Thử ra đằng kia ngồi xem nào. Giờ này sao còn chưa về nhỉ? À, kia rồi. Trời, sao mình đi cả ngày mà được có từng này khoai? Từng này thì đủ ăn sao được chứ? Mình đi đâu, làm gì, lại bỏ đi chơi có phải không? Chơi ở đâu? Chẳng qua đang đào khoai, thấy người ta câu được cá, tôi cũng làm theo. Ai dè chẳng được con nào chứ gì. Thôi, mình đừng nói nữa. Được có bấy nhiêu thôi, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thôi, mình ăn đi. Cái gì thế nhỉ? Sao chuồng bò lại mở toang thế này? Mình buộc kiểu gì vậy? Rõ ràng đã buộc chắc lắm rồi mà. Thôi, mình mau đuổi theo tìm bắt nó về đi đã. Không nó mà đi lạc thì nguy. Ừ, tôi đi ngay đây.
lâu thế vẫn chưa về. Quái lạ, đi đâu mà giờ còn chưa về cơ chứ? Không được, mình phải đi tìm xem sao. Mình ơi, vẫn chưa thấy bò à? Mình làm gì mà cứ chạy ngược chạy xuôi mãi thế? Mình nói khẽ thôi, không nói chạy mất bây giờ. Chúng ta sắp trúng mánh lớn rồi. Mình nói vậy là nghĩa làm sao? Chẳng là lúc tìm bò, ra đến đây, bất chợt tôi lại thấy hai con hươu chạy qua. Nhung hươu bán rất đắt, tội gì phải tìm con bò kia nữa. Thế là tôi quyết định quay sang đuổi hươu. Thế con hươu đang ở trong bụi này à? Tôi đuổi theo con hươu chạy về phía đông. Ai dè nó chạy nhanh quá. Chợt lại nhìn thấy một con chạy về hướng tây, nên tôi quyết định đuổi theo nó. Tôi nhớ là chân nó hình như bị què. Chúng ta đuổi theo mau, nhất định sẽ bắt được. Ôi trời ơi là trời, có hươu chết nó mới nằm đó cho mình bắt. Bảo đi đào khoai thì kêu mệt bỏ đi câu, bảo đi tìm bò thì đuổi bắt hươu. Kết cục khoai cũng chẳng có, mà bò cũng không. Mình xem, chỗ nào còn có vượn thì cố mà đuổi bắt. Phượng còn đắt hơn hươu đấy. Ôi trời ơi là trời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.